Xin chào các bạn, chào mừng các bạn trở lại với S Channel và mình là Duy Anh. Vừa qua thì Motorola đã ra mắt bộ tứ điện thoại tại Việt Nam, bao gồm Moto E4 Plus, Moto C Plus, Moto C 4G và Moto C. Với bốn sản phẩm mới này, Motorola tin rằng sẽ đa dạng hóa trải nghiệm của người dùng khi mang đến những sản phẩm sở hữu hệ điều hành được cập nhật mới nhất và dung lượng pin cực kỳ trâu. Đầu tiên là chiếc Moto E4 Plus. Chiếc máy này sở hữu thiết kế rất Motorola, với mặt lưng được làm bằng kim loại cùng với cụm camera rất là nổi bật. Camera trước sau của máy lần lượt là 5 chấm và 13 chấm. Màn hình của máy thì sẽ có kích thước lớn là 5,5 inch cùng với độ phân giải dừng lại HD mà thôi. Máy cũng được cài sẵn Android 7.1 Nougat. Điểm đặc biệt nhất của chiếc máy này đó là dung lượng pin cực kỳ khủng 5000 mAh. Máy được trang bị con chip MediaTek 6737 cùng với RAM 3GB. Giá bán ra của chiếc máy này sẽ là 4.490.000 đồng. Chiếc máy thứ hai thì cũng sở hữu dung lượng pin lớn không kém, đó chính là Moto C Plus với viên pin 4000 mAh. Moto C Plus chỉ có thiết kế mặt lưng bằng nhựa thôi, cùng với đó là RAM 2GB. Con chip được sử dụng sẽ là MediaTek 6737. Camera sau của máy sẽ là 8 chấm cùng khẩu độ là f/2.2. Camera trước thì dừng lại ở mức 2 chấm mà thôi. Màn hình của máy sẽ có kích thước 5 inch, độ phân giải là HD. Máy cũng được cài sẵn Android 7.0 mới nhất. Moto C Plus sẽ có giá bán ra là 2.990.000 đồng. Hai chiếc máy còn lại sẽ là Moto C 4G và Moto C đều có vẻ ngoài rất là giống nhau. Thực chất thì chỉ khác nhau một tí về phần con chip, cũng như là một con thì có 4G, một con thì không. Dòng Moto C sẽ có kích thước màn hình là 5 inch cùng viên pin là 2350 mAh. Camera trước của máy sẽ có độ phân giải là 2 chấm, còn camera phía sau thì sẽ có độ phân giải là 5 chấm. Con chip được sử dụng sẽ là MT6580M đối với phiên bản không có 4G, còn phiên bản có 4G sẽ là con chip 6737M. RAM của máy dừng lại ở mức 1GB. Màn hình của Moto C 4G cũng như Moto C sẽ có kích thước là 5 inch, độ phân giải là 854x480 pixel. Hai chiếc máy này sẽ được bán ra với mức giá là 2.290.000 đồng cho phiên bản có 4G và 1.890.000 đồng cho phiên bản không có 4G. Còn một điều đặc biệt nữa trong sự kiện lần này đó là sự xuất hiện của những bộ Motomob mới. Đó chính là một cái camera 360 độ cũng như là một cái game pad để các bạn có thể chơi game dễ dàng hơn. Thực ra thì hai món Motomob này chỉ mới được giới thiệu vào ngày 25 tháng này mà thôi. Tức là Việt Nam là một trong những quốc gia đầu tiên mà hai bộ Motomob này đặt chân tới. Đó là tất cả những gì mình muốn chia sẻ trong video ngày hôm nay. Nếu các bạn thấy hay, đừng quên nhấn like, share và subscribe để ủng hộ cho bọn mình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Bye bye.